Trong video này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách cài đặt Windows từ file install.win. Cái file này được tạo ra từ các cái video trước đó mà mình đã chia sẻ cho các bạn cách tối ưu bộ cài Windows để Windows của các bạn chạy nhanh mượt, cũng như ở các video trước mình chia sẻ cho các bạn cách tối ưu bộ cài Windows đồng thời tích hợp các software, bộ cài đặt các phần mềm cần thiết vào Windows. Và khi các bạn cài đặt Windows xong là các cái software đó nó được tích hợp sẵn, cũng như bộ cài Windows được tối ưu. Thì ở video này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách để cài đặt Windows từ cái file install.win. Rất là dễ vì có nhiều cách để chúng ta cài đặt được. Thì thông thường mình sẽ chia sẻ cho bạn cách cài đặt dễ nhất, đó là bạn cần tạo một chiếc USB boot để chúng ta có thể boot được vào Windows Mini. Bởi vì trong cái môi trường Windows Mini nó là cái giao diện đồ họa thì các bạn dễ dàng cài đặt hơn là trên dòng DOS, dòng lệnh. Khi các bạn, nếu bạn chưa biết cách tạo USB boot như thế nào thì mình sẽ để một cái đường link hướng dẫn bạn tạo. Sau khi các bạn có được chiếc USB boot thì các bạn cắm vào máy tính và bạn sẽ tiến hành boot. Thì tùy theo laptop hoặc là máy tính địa bàn thì chúng ta vào BIOS cũng như vào menu boot nó sẽ khác nhau. Trên Windows, xin lỗi các bạn, trên máy tính của mình thì đang là dòng Mega thì mình có thể dễ dàng vào BIOS bằng F12. Khi mình bấm F12 thì có các lựa chọn boot từ USB cũng như là có thể boot từ ổ cứng mà các bạn có thể dễ dàng nhìn thấy ở đây. Đó, thì mình sẽ, khi các bạn khởi động lên thì nó sẽ có như thế này, và mình sẽ vào BIOS để mình thiết lập. Đó, thì đây là cái màn hình BIOS của dòng Mega. Đó, thì ở cái phần này thì mình sẽ lựa chọn là boot từ USB, chúng ta có thể boot từ ổ cứng di động gắn ngoài cũng được. Và ở cái phần BIOS này thì mình sẽ tinh chỉnh. Ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt chế độ chuẩn UEFI. Đó. Cho nên là mình sẽ, các bạn sẽ di chuyển xuống phía dưới này. Đấy. Và các bạn để ý cái phần boot. Đây các bạn nhìn thấy là boot mode selection. Các bạn bấm enter thì nó sẽ ra các cái lựa chọn là chúng ta chỉ boot từ legacy hoặc là UEFI, hoặc là lựa chọn UEFI và legacy mà lựa chọn cả hai. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy. Ok nhé, thì ở đây mình sẽ chọn lại cái phần boot này vì mình cài Windows theo chuẩn UEFI cho nên mình sẽ lựa chọn là hỗ trợ boot cả UEFI và legacy. Đó. Ở cái phần này bạn sẽ lựa chọn tùy theo máy tính của các bạn mà cái phần lựa chọn này có thể nó ở các cái vị trí khác nhau. Sau khi các bạn lựa chọn xong thì bạn sẽ bấm phím F10, thường thường sẽ là bấm phím F10 và bấm, các bạn sẽ bấm Save and Exit Setup để nó lưu lại các cái thay đổi vừa rồi. Đó, và nó sẽ khởi động lại. Và các bạn có thể dễ dàng thấy là dòng Mega thì của mình có các phần F12, mình vào menu boot và ở chỗ, ở màn hình này thì mình sẽ boot theo chuẩn UEFI nhé. Đấy, UEFI ổ cứng của mình tên là Arcsys. Đó, thì mình sẽ enter để vào Win Mini. Sau khi mình bấm enter thì nó sẽ tự động boot vào Windows Mini, và trong cái môi trường Windows Mini thì mình sẽ cài đặt Windows từ cái file install.win. Như các bạn thấy đây là môi trường Windows Mini và mình sẽ sử dụng cái môi trường Windows Mini này để tiến hành cài đặt. Như các bạn có thể nhìn thấy là mình đã có sẵn một cái file install.win. Cái file này nó là của Windows 10 và đã tích hợp các cái software cho nên là cái kích thước của nó gần khoảng
gần 7 GB và các bạn nhìn thấy đây là từ file nhé. Mà trên máy này thì mình có hai cái ổ cứng, một cái ổ cứng di động gắn ngoài và một cái ổ 160 GB. Đây, các bạn có thể thấy cái ổ Windows này là 160 GB. Bây giờ mình sẽ tiến hành format cái ổ này. Mình sẽ vào phần, mình sẽ vào partition media để mình phân vùng ổ cứng. Khi các bạn boot và cài Win theo chuẩn UEFI thì buộc cái ổ cứng của bạn phải chuyển sang GPT, và các bạn nhìn thấy cái chữ GPT ở đây. Nếu như của ổ cứng của các bạn là MBR thì các bạn phải bấm chuột phải vào đây và bấm vào convert tới GPT. Tuy nhiên thì cái ổ 160 GB này của mình đã là ổ GPT rồi đây nha các bạn, thì mình không cần phải convert nữa. Nếu như mà các bạn cài Windows theo chuẩn Legacy thì ổ cứng của bạn nó phải để ở cái phần chuẩn MBR. Nếu các bạn để sang GPT thì các bạn cài nó sẽ bị lỗi và không thể cài được. Thì đó là cái phần lưu ý. Các bạn thấy là cái khi mà các bạn cài Windows 10 và Windows 11 trở đi là khi các bạn cài nó sẽ tự động tạo thêm 3 phân vùng nữa. Một phân vùng là UEFI, một phân vùng là Recover và một cái phân vùng là hỗ trợ bạn backup ấy. Đấy, thì đây là cái ổ 160 GB thì mình sẽ tiến hành chia ổ và cài đặt. Ở đây mình sẽ tiến hành xóa hết tất cả các ổ nhé. Nếu như ổ cứng của bạn mà có dữ liệu thì các bạn không xóa cái ổ chứa dữ liệu, không phải mất dữ liệu nhé. Vì là ổ của mình không có dữ liệu cho nên là mình sẽ tiến hành xóa hết. Sẽ tiến hành cài đặt Windows lên cái ổ 160 GB này. Đó, và mình sẽ bấm OK nhé. OK, ở đây mới chỉ là cái phần bước đầu thôi. Mình sẽ mở cái môi trường Windows NT để mình sẽ cài đặt. NT Setup các bạn bấm vào đây nhé. Thì các bạn sẽ thấy là cái ổ Z này này, nó mặc định nó chọn thì là nó đang là theo chuẩn MBR bởi vì nó chưa cái có cái ổ UEFI cho nên là nó lựa chọn tự động cái này. Đấy, vì thế mà các bạn sẽ tiến hành tắt cái này và bạn sẽ tạo cho nó cái ổ UEFI nhé. Bạn đầu tiên này, bạn sẽ bấm chuột phải và bạn sẽ tạo vào grid ở cái phần drive letter, các bạn sẽ chọn none, có nghĩa là chúng ta không chọn ký tự ổ đĩa để cho cái ổ này nó sẽ ẩn. Và cái định dạng UEFI thì buộc các bạn phải chọn cái file system này là FAT32 đó, và cái phần ký tự bên này ấy, các bạn chọn là none nhé. Còn cái tên này thì các bạn để UEFI cho dễ thao tác mà thôi. UEFI. OK. Và vì cái dung lượng cái ổ khởi động này nó rất là ít cho nên mình sẽ chỉnh sang đơn vị là mê, và mình sẽ lựa chọn là 100 mê thôi các bạn nhé. Thường là cái ổ UEFI này nó chỉ khoảng 100 mê thôi.
các bạn lựa chọn là khoảng 100 MB, các bạn bấm OK là chúng ta đã tạo được cái ổ UFI. Đấy, đối với Windows 10 và Windows 11, Windows 8 trở đi là bạn buộc phải có cái phân vùng này rồi. Đấy, và một phân vùng tiếp theo các bạn cũng phải tạo. Ở cái phân vùng này thì bạn cũng sẽ chọn là 5 nhá, và các bạn sẽ chọn là MB MFP 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 nhá. Cái tên này bạn có thể đặt là gì cũng được, thì cái này các bạn cũng chọn đơn vị là mê. Và cái này bạn cũng chỉ chọn khoảng 100 MB thôi. Các bạn bấm OK nhé. Các bạn cần tạo ra 3 phân vùng. Và phân vùng thứ 3 nữa là phân vùng Recover. Những cái này bạn vẫn cứ để mặc định nhé, còn cái tên này thì không quan trọng, bạn đặt gì cũng được. Recover Dream đó, phân vùng này nó chiếm khoảng 500 MB. Cái phân vùng này nó giúp bạn khi Windows bị lỗi là nó sẽ có cái phần backup, nên chúng ta nên tạo nhé. 500 MB, bấm OK. Sau khi các bạn đã tạo ra được các cái phân vùng này, và bây giờ bạn phải chỉ định cho nó đúng chuẩn nhé. Đây là UFI thì bạn bấm chuột phải này, bạn sẽ chọn là trên Partition Type ID kiểu đấy, và phần trên này này bạn sẽ lựa chọn cho đúng UFI đầu tiên nhé. UFI này các bạn bấm yes này. Tiếp theo đến cái phân vùng này, phân vùng này nó là các bạn cũng thay đổi này. Các bạn sẽ chọn là M Microsoft Reverse Partition. Đó thì ký tự viết tắt của nó là M RP, thì mình lại ghi là MFP. Đấy, các bạn hãy chọn đúng nha. Viết tắt ba chữ cái đầu tiên ấy là MRP, thì chỗ này mình để là MFP. Đó. Các bạn làm thì các bạn để đúng nhé. Các bạn bấm yes này. Và cái phần vùng recover bạn cũng bấm chuột phải, và bạn cũng vào cái phần trên, và bạn cũng sẽ chọn là chỉ định nó đúng là cái phần recover nhé. Sẽ chọn lại. Đây các bạn sẽ chọn là Recover Environment. Đấy, các bạn chọn đúng nhé. Bấm yes này. OK. Và cái ổ còn lại là khoảng 150 GB, thì mình sẽ tạo tiếp hai phân vùng nữa, một phân vùng cài đặt Windows và một phân vùng chứa data. Mình tiếp tục create phân vùng cài đặt Windows, thì chỗ này mình có thể ghi là Windows nhé. Đó, Windows là ổ C, mình sẽ cho cái ổ này, ổ cài đặt Windows là 100 GB. OK. Cái ổ còn lại này sẽ là cái ổ data nhé, chứa dữ liệu. Và bấm OK. Rồi, như vậy là mình đã chia xong. Bây giờ các bạn sẽ bấm Apply để thay đổi. Bấm yes nhé.
Cái bước chia ổ này thì mình muốn làm chậm để các bạn hiểu rõ là tại sao chúng ta lại phải tạo ra các cái phân vùng như thế. Đó. Bởi vì chúng ta cài đặt cái Windows từ cái file install.vim cho nên chúng ta phải tạo sẵn các cái phân vùng như vậy. Còn nếu các bạn cài đặt Windows từ cái file ISO thì các bạn không cần phải tạo ra cái phân vùng này, mà khi các bạn cài Win là nó sẽ tự động tạo cho các bạn, thì nó có sự khác biệt nhau ở chỗ đó. Đấy. Tất nhiên thì đây là mình chia sẻ thêm một cách cài đặt Windows nữa. Nếu như các bạn nhận được cái bộ cài Windows mà nó là cái file.win thì đây là cái cách để chúng ta tạo. Như vậy là mình đã chia ổ xong nha các bạn nhé. Ok, loại thoát này. Bây giờ bạn sẽ mở cái phần WinRT Startup nhé, để các bạn tiến hành cài đặt Windows. Ở cái phần ổ này nhá, các bạn sẽ tìm đúng cái ổ UEFI nhé. Đấy. Lúc này cái ổ UEFI của bạn nó là ký tự gì thì các bạn sẽ chọn đúng nhé. Của mình nó là ký tự ổ Y thì mình sẽ chọn này, select đó. Thì lúc này các bạn sẽ thấy là cái phần EFI path, nghĩa là phân vùng EFI, nó đã được chuyển sang màu xanh, thì các bạn đã cài được Windows đúng theo chuẩn GPT và UEFI. Ở cái phần install này, bạn tìm đến cái file install.win đây nhé. Mình sẽ mở vị trí cái file đó của mình. Đây là cái file install.win các bạn nhé. Mình sẽ cài đặt từ cái file này và có kích thước khoảng 7 GB. Đấy, nằm trong ổ G. Mình sẽ bấm search để tìm đến cái bộ cài trong ổ G này. Đây là cái file install.win. Đấy. Và mở phần. Và cái phần dưới này là bạn sẽ lựa chọn Windows được cài đặt vào ổ nào. Đấy, thì mình sẽ lựa chọn là Windows ở đây. Cái ổ lúc mình xem là cái ổ C của mình nó chưa xuất hiện lên nhỉ. Mình sẽ tiến hành format cái ổ đó để nó xuất hiện nhé. Ở đây mình tạm thời mình tắt đã. Mình sẽ vào phần partition mình xem lại. Ở đây mình sẽ tiến hành format này. Cái ổ C này nó chưa được tạo, chưa gán ký tự. Mình sẽ thay đổi cho nó ký tự ổ đĩa đã. Ổ E, ổ gì cũng được nhé. Thường nó sẽ là ổ C, nhưng mà trong này của mình nó có quá nhiều ổ và nó tự nhận sang ổ E, nhưng mà khi các bạn cài Windows lên thì nó vẫn là ổ C thôi. Khi các bạn cài xong mà khởi động lại máy thì nó vẫn là ổ C thôi. Khi nãy là các bạn để ý cái phần ký tự ổ đĩa thì nó chưa có, vì vậy nó khi các bạn cài nó không tìm thấy cái ổ đĩa này, vì cái ổ này nó đang bị ẩn. Đấy, cho nên mình sẽ lựa chọn nó xuất hiện đây. Và các bạn để ý kiểu ổ đĩa là GPT hết này. Đấy. Bây giờ mình sẽ tắt cái này và mở lại nhé. Mở lại này, cái phần đầu tiên là cái file install.win đã. Ok, đây nha, ổ G. Tiếp theo, đây là mình sẽ lựa chọn cái ổ boot. Nó là cái ổ UEFI.
Đây, các bạn tìm đúng UEFI nhé. Đó. Thì cái chỗ này bạn đã thấy nó đúng là EFI Path Partition màu xanh là OK. Tiếp theo cái phần này là chọn cái ổ C. Trong này nó là cái ổ Windows mà mình đã đặt khi nãy. Đấy, nó OK. Và các bạn thấy là ở cái phần tùy chọn này là bộ cài Win của mình Windows 10 chỉ có duy nhất một bộ. Đấy, version 20H1. Và các cái drive nó sẽ được mount vào cái ổ C mặc định, chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Sau đó thì bạn chỉ việc bấm Start là xong và chờ đợi bấm OK tiếp theo. Đấy, bước này mình sẽ chờ đợi một chút. Và các bạn chờ đợi theo dõi để xem kết quả của việc chúng ta cài đặt từ file install.win này nó như thế nào, và bộ cài Windows mà mình tích hợp các cái software thì nó gồm những cái gì, và các cái software đó nó đã được active hay chưa. Thì các bạn chờ thêm ít phút nhé, nó được 41% rồi. Việc cài đặt này nó cũng rất là nhanh thôi. Xong rồi, các bạn chờ thêm ít phút nữa. OK, chúng ta sẽ tiến hành khởi động lại nhé. Reboot này. Chỗ này mình chưa rút USB boot cho nên là nó vẫn đang boot vào USB. Ở đây mình sẽ khởi động lại máy một lần nữa. Mình sẽ ngắt kết nối USB boot. Mình sẽ khởi động lại máy.
Ở trên kênh của mình thì có rất nhiều bạn đã phản hồi nhắn tin là hỏi làm thế nào để chúng ta có thể cài đặt Windows từ file install.win. Thì ở video này mình chia sẻ cho các bạn đây là cái cách mà mình thường cài đặt Windows từ file install.win. Với cái cách cài đặt từ cái môi trường Windows Mini thì bạn có thể dễ dàng phân vùng ổ cứng, và điều quan trọng là bạn cài Windows theo chuẩn nào. Thì ngay từ cái bước đầu tiên là bạn vào cái màn hình BIOS là bạn cần phải chỉ định bạn boot theo chuẩn Legacy hay là UEFI. Nếu là UEFI như ở video này mình cài đặt thì bạn vào phân vùng ổ cứng thì bạn phải chuyển ổ cứng của bạn sang chuẩn là GPT. Còn nếu như bạn cài Windows theo chuẩn Legacy thì ổ cứng của bạn phải chuyển về MBR. Đấy, và cái cách để chúng ta cài đặt Windows 10, Windows 11 theo chuẩn UEFI thì buộc các bạn phải tạo ra ba cái phân vùng phụ vừa vừa rồi như ở trước đó mình đang hướng dẫn. Cái phân vùng quan trọng thứ nhất đầu tiên đó là UEFI, đó là cái phân vùng quyết định sự sống còn của Windows, Windows có khởi động lên thành công hay không là nó phụ thuộc vào cái phân vùng đó. Đấy, cho nên buộc các bạn phải chuẩn hóa các phân vùng thì bạn cài Windows từ file install.win này nó sẽ thành công và không bị lỗi. Và nếu như mà các bạn theo dõi các cái video trên kênh Tin học thực hành thì bạn cần cái file install.win của Windows 10 hay 11 thì bạn comment bình luận phía dưới thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn bộ cài Windows mà mình đã tối ưu, đồng thời những cái bộ cài Windows đã tích hợp sẵn các cái software bao gồm bộ cài Office mới nhất đó là Office 365 cũng như tích hợp các trình duyệt đó là giải nén đó. Ok, như các bạn nhìn thấy là vừa rồi mình đã chia sẻ cho các bạn cách cài đặt Windows theo chuẩn UEFI và cài đặt Windows từ file install .win, và cái bộ cài Windows 10 này của mình thì mình đã tích hợp sẵn Office 365 và đã được active sẵn, kể cả Windows thì mình cũng đã active sẵn, các bạn có thể dễ dàng vào kiểm tra được. Đấy, mình sẽ vào kiểm tra nhé. Máy này của mình nó hơi chậm một chút là bởi vì cái ổ cứng 160GB này là cái ổ xa xưa, nó cũ quá rồi. Thì hôm nay mình lôi nó ra, nó nghịch, mang ra để nghịch thì cái ổ này nó đã bị bét rồi, cho nên là sử dụng nó cũng sẽ bị chậm. Tuy nhiên thì mình lôi cái ổ này ra để mình test cái cài thử Windows từ file install.win cho các bạn xem là quy trình để chúng ta cài đặt thành công là gồm những cái thao tác nào. Đó, nó hơi chậm một chút xíu. Đó, các bạn thấy nhá. Như các bạn thấy là bộ cài Windows này thì mình đã tích hợp sẵn là Windows đã được active. Đó. Tiếp theo là cái bộ cài software bộ cài Office 365 nhé. Thì mình cũng sẽ mở lên cho các bạn xem là bộ cài này thì mình cũng đã active sẵn rồi.
sẽ vào phần Disk Management để kiểm tra. Đấy, thì như các bạn thấy ở đây là nó xuất hiện hai phân vùng, một cái phân vùng 500 ml là cái phân vùng Recover và một cái phân vùng EFI không thể thiếu được. Đấy, EFI System Partition 100 ml và ổ cài đặt Windows là ổ C đấy, như các bạn nhìn thấy. Thì khi các bạn khởi động lại thì mặc định Windows nó sẽ được gắn là ký tự ổ C. Các bạn đừng có quan tâm lúc các bạn phân vùng đó, và cái ổ data là ổ D. Đấy, như vậy là đầy đủ. Ở trong video thì mình đã tạo ra ba cái phân vùng, bao gồm phân vùng EFI này, phân vùng Recover 500 ml này, và một cái phân vùng là MFP nữa, mà cái phân vùng đó thì nó đã bị ẩn đâu đó rồi. Có thể là đối với cái bộ cài Windows 10 này thì cái phân vùng khi chúng ta cài cái file install.win thì cái phân vùng đó nó không cần thiết, cho nên là chỉ còn hai phân vùng này mà thôi. Khi các bạn cài Windows theo từ cái file install.win thì các bạn lưu ý mấy vấn đề mà ở video mình đã chia sẻ. Cái phân vùng này buộc phải có, nếu không có bạn sẽ không thể cài được. Thì đó là cái lưu ý để các bạn nhớ khi các bạn cài Windows từ file.win. Ok, như vậy là ở video này thì mình cũng chia sẻ khá là chi tiết để các bạn có thể dễ dàng thực hiện được rồi. Trong quá trình cài đặt Windows từ file install.win, nếu như mà các bạn có cái cách nào nó chia sẻ mà nó dễ hơn thì các bạn hãy chia sẻ nhé. Thì ở video này mình mới chỉ chia sẻ cho các bạn một cách. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.